さん、こんにちは。Linh と申します。Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài 31 giáo trình Minan no Nihongo. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thể ý chí trong tiếng Nhật. Cách chia động từ thể ý chí. Đối với động từ nhóm 1, âm cuối ở thể masu thuộc hàng i sẽ chuyển thành hàng o rồi thêm ư. Arukimasu, aruko. Isogimasu, isogo. Yasumimasu, yasumo. Asobimasu, asobo. Norimasu, noro. Machimasu, mato. Kaimasu, kao. Naoshimasu, naoso. Đối với động từ nhóm 2, động từ bỏ mas và thêm yo. Kaemasu, kaeyo. Oboemasu, oboeyo. Mimasu, miyo. Đối với động từ nhóm 3, kimasu, koyo. Shimasu, siyo. Tsutsuki shimasu, tsutsuki siyo.